Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 6, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 từ công ty ô tô xe máy vật liệu xây dựng Tập đoàn Hòa Bình Minh, khu vực Yên Bái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về quyên góp ủng hộ công tác phòng chống COVID-19, với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, cùng đồng lòng chung sức vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng, cán bộ công nhân viên công ty ô tô xe máy và liệu xây dựng Tập đoàn Hòa Bình Minh, khu vực Yên Bái đã ủng hộ số tiền 300 triệu đồng. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái ủng hộ 50 triệu đồng. Tiếp nhận ủng hộ, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh và chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu đang là nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cũng khẳng định toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh bố trí sử dụng hợp lý để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và trung ương. Tính đến ngày 9 tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của 80 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, do dịch COVID-19 nên vải thiều Bắc Giang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 9 tháng 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ 12 tấn vải Bắc Giang, phản ánh của phóng viên thời sự. Từ đầu giờ sáng, điểm hỗ trợ tiêu thụ vải tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã có rất đông người dân đến cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải cho người dân Bắc Giang. 12 tấn vải Bắc Giang tươi ngon được đóng trong thùng xốp và bảo quản lạnh với giá bán từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng một kg, được người dân tiêu thụ hết chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Trong tình hình dịch thế này thì coi như là chúng tôi cũng đi ủng hộ đồng bào, mua vải cho đồng bào Bắc Giang. Hôm nay là cô mua được hơn 6 cân và rất hài lòng với cái giá cả như này. Mình rất hài lòng với cái vải này, rất là ngon và tươi ngon. Về đến gia đình thì chắc là sẽ gọi đến mọi người để mua ủng hộ cho bà con rất là nhiều luôn. Từ cuối tháng 4, dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương, trong đó Bắc Giang là tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, lại đúng vào vụ thu hoạch vải. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Thị trường về việc triển khai các biện pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dịch bệnh. Trong đợt tiêu thụ lần một này, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Bưu điện tỉnh triển khai hỗ trợ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Bắc Giang. Vải trước khi mang đi tiêu thụ đã qua các quy trình kiểm dịch, phun khử khuẩn và giấy chứng nhận kiểm dịch cho từng lô hàng, đảm bảo chất lượng an toàn và giá niêm yết công khai. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ tiếp nhận 28 tấn vải thiều để chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ mặt hàng nông sản này. Thì chúng tôi sẽ tiêu thụ nốt đủ lượng 40 tấn. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa quản lý trường và bưu điện rất là nhịp nhàng để anh em đến để tiêu thụ giúp bà con giải quyết khó khăn trong lúc mùa dịch của tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng tiếp tục nhận hỗ trợ tiêu thụ 36 tấn vải Bắc Giang và tổ chức bán tại 180 điểm bưu điện trong toàn tỉnh. Ngoài kênh bán trực tuyến vải thiều Bắc Giang, Bưu điện tỉnh còn hỗ trợ tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử postmart.vn của Bưu điện Việt Nam. Vải thiều Bắc Giang được chúng tôi nhập tận gốc, lấy từ tận gốc và bán bằng đúng giá gốc. Và vải thì đảm bảo cái chất lượng, được vận chuyển lạnh và lên đến đâu tiêu thụ hết đến đấy và đảm bảo chất lượng cũng như là giá cả để phục vụ nhân dân, cũng như là hỗ trợ người dân Bắc Giang để chúng ta cùng chung tay phòng chống dịch. Chúng tôi cũng rất mong muốn được người dân trên địa bàn toàn tỉnh là ủng hộ cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Bưu điện tỉnh để tiêu thụ hết 76 tấn vải, trong đó là Cục Quản lý Thị trường 40 tấn và Bưu điện tỉnh 36 tấn. Để trong thời gian cái vụ vải này, chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Vụ vải năm nay, Cục Quản lý Thị trường và Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức thành 3 đợt hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang với số lượng 76 tấn. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, những hành động nhân ái thiết thực này sẽ góp phần sẻ chia giúp người dân Bắc Giang vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khu công nghiệp phía Nam của tỉnh có khoảng gần 4.000 lao động đang làm việc. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trong các khu công nghiệp, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã phối hợp thành lập nhiều đoàn giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây nhằm đảm bảo sản xuất hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, nhiều đoàn giám sát do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái phối hợp đã tăng cường giám sát đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phía Nam. Qua kiểm tra tại công ty cổ phần An Phúc với trên 100 lao động làm việc cho thấy, công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân, người lao động, chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch. Được sự chỉ đạo của ban giám đốc và lãnh đạo nhà máy thì chúng tôi là công nhân đi làm đến nơi và vào nhà máy là sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, rồi trong quá trình sản xuất thì giữ khoảng cách 2 mét, rồi thậm chí là lúc đi ăn cơm cũng phải chia nhau đi ăn. Thường là 2-4 người đi ăn một lượt, trên bàn ăn thì có vách ngăn để hạn chế tiếp xúc. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ tư, thì công ty cổ phần An Phúc chúng tôi là ngay từ đầu đã xác định là đảm bảo cao nhất về an toàn phòng chống dịch, mà làm sao mà cái hoạt động sản xuất kinh doanh là vẫn tiếp tục phát triển và bền vững, hạn chế tối đa cái ảnh hưởng của COVID đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi là ra có quyết định thành lập các ban chỉ đạo về phòng chống COVID của công ty, cũng như là cái thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Toàn bộ cán bộ công nhân viên khi ra vào công ty đều phải kiểm tra y tế, như đo thân nhiệt cũng như là khai báo y tế, đeo khẩu trang, kể cả trong quá trình trước, trong và sau quá trình sản xuất. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng đã nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu công ty cổ phần An Phúc phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty cần bổ sung các thành viên tham gia tổ phòng chống dịch. Hiện tại bếp ăn công ty chưa lưu mẫu thức ăn và chưa có sổ theo dõi hàng ngày. Cán bộ công nhân công ty cũng chưa quét mã khai báo y tế online, chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là ở một số khu công nghiệp lớn. Ý thức được điều này, thời gian qua nhiều công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp phía Nam của tỉnh vừa duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa nâng cao hơn về mức độ phòng chống dịch. Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vẫn đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh. Trên 100 công nhân được đảm bảo việc làm ổn định. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã yêu cầu 100% công nhân, người lao động khi vào làm việc đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Về vấn đề sản xuất kinh doanh thì nhà máy vẫn phải đạt tiến độ theo cái kế hoạch đề ra của công ty, tổng ty. Còn về phòng chống dịch COVID thì phải thực hiện tất cả các theo chỉ đạo của tỉnh và của ban chỉ đạo khu nghiệp, tất cả các sở ban ngành. Ở đây làm đúng theo quy tắc 5K, định kỳ là trong đi qua các chốt là có đo thân nhiệt, có ghi danh sách, có cam kết của người lao động. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, các công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp phía Nam đều trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng, đặc biệt là các đơn vị còn thường xuyên khử khuẩn định kỳ nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh. Hiện tại tất cả các đối tác của các công ty đều chuyển sang giao dịch online, hạn chế giao dịch trực tiếp. Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch nên hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo, doanh thu ổn định và thu nhập cho người lao động. Quá trình thực hiện giám sát thì chúng tôi thấy là mặc dù đã có rất có nhiều cố gắng, tuy nhiên là cũng còn một vài cái điểm mà cũng cần phải điều chỉnh, cần phải bổ sung theo cho nó phù hợp với cái yêu cầu phòng chống dịch trong cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như là cái việc thành lập các cái tổ an toàn COVID, rồi cái việc khai báo y tế đối với cái người lao động tại công ty, rồi thì việc thực hiện cái 5K trong cái vị trí làm việc, và việc thành lập các cái khu, các cái phòng cách ly tạm thời khi mà có trường hợp F1, F0 xảy ra trong đơn vị, thì chúng tôi đã hướng dẫn và thảo luận với các cái cơ sở lao động để có thể là khắc phục các tồn tại còn đang có, thế và để cho cái công tác phòng chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, không hoang mang lo lắng, tập trung cho sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép của chính phủ.
vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất hiệu quả trong tình hình mới. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị thành viên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021. Trong 5 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt trên 13.700 tấn, duy trì 551 ha chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng mới 3.130 ha rừng. Tổng đàn gia súc chính ước đạt 111.000 con, bằng 92,5% kế hoạch năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 4.975 tấn, bằng 42% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.414 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 103 tỷ đồng, bằng 39,5% kế hoạch. Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu trong thời gian tới, huyện Yên Bình đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung rà soát điều chỉnh kịch bản để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ chậm tiến độ, đảm bảo hết tháng 6 năm 2021 cơ bản các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội đều đạt 50% kế hoạch. Tiếp tục tổ chức thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm kiểm soát khống chế không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để khống chế dịch viêm da nổi cục có hiệu quả. Chủ động phương án phòng chống lũ bão, đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách. Ngày 8 tháng 6, huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ đông xuân 2020-2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2021. Trong vụ đông xuân năm nay, huyện Trấn Yên gieo cấy 2.283 ha lúa, gieo trồng gần 700 ha ngô, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 15.000 tấn. Vụ hè thu năm 2021, huyện Trấn Yên có kế hoạch gieo trồng 2.250 ha cây lương thực có hạt, trong đó 1.995 ha lúa và 255 ha ngô. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt cả năm của huyện đạt 25.210 tấn. Huyện cũng phấn đấu trồng 35 ha khoai lang, 10 ha lạc và 400 ha rau màu các loại. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền đôn đốc người dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đông xuân, chủ động làm đất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy 1.995 ha lúa vụ mùa. Được đưa vào trồng tại Yên Bái từ năm 2012, đến nay tổng diện tích tre mang bát độ của tỉnh khoảng gần 5.000 ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 3.000 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình. Cây mang bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Được xác định là một trong các loại cây trồng chủ lực, nên tỉnh Yên Bái đã xây dựng đề án phát triển tre mang bát độ thành vùng sản xuất tập trung, theo hướng hàng hóa với quy mô 6.600 ha, hàng năm cung cấp từ 100 đến 120.000 tấn măng tươi phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Đồng thời khuyến khích người dân áp dụng kỹ thuật trồng chăm sóc cũng như thu hoạch măng để mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện nay hai doanh nghiệp thu mua là công ty cổ phần Yên Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm măng cho người dân, nên măng sau khi thu hoạch sẽ được sơ chế và chế biến thành những sản phẩm măng muối chua, măng khô với thiết bị và công nghệ chế biến của hai công ty phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản, Đài Loan. Mới đây, công ty cổ phần Yên Thành còn được đối tác Nhật Bản chuyển giao công nghệ và đang xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm măng ăn liền tại xã Hưng Khánh với công suất từ 500 đến 1.000 tấn măng một năm, dự kiến cuối năm 2021 đi vào hoạt động. Đây là điều kiện để nâng cao giá trị và gia tăng sản lượng măng của tỉnh Yên Bái phục vụ xuất khẩu. Vừa qua, tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án trồng 400 cây mắc ca sen chè tại 5 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Huyện Văn Chấn hiện có trên 4.500 ha chè các loại, sản lượng chè búp tươi hàng năm ước đạt trên 4.500 tấn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chè theo hướng bền vững, huyện Văn Chấn đã khảo nghiệm việc trồng cây mắc ca sen chè. Qua đánh giá, đa số diện tích cây mắc ca được trồng từ năm 2011 đều sinh trưởng phát triển tốt, một số diện tích đã bói quả. Dự kiến thu nhập bình quân 1 ha, trừ chi phí ước đạt khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Từ giá trị đạt được, năm 2021, huyện Văn Chấn đã phê duyệt và triển khai đề án trồng cây mắc ca sen chè tại 5 xã thị trấn, gồm xã Gia Hội, Nậm Búng, Đồng Khê, thị trấn Sơn Thịnh và thị trấn Nông Trường Trần Phú. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ trồng trên 400 ha cây mắc ca sen chè. Để đề án triển khai đảm bảo kế hoạch, huyện Văn Chấn yêu cầu các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của cây mắc ca, phối hợp với các đơn vị cung cấp cây giống, hướng dẫn bà con nhân dân chuẩn bị đất, quy trình trồng chăm sóc và ký cam kết bao tiêu đầu ra cho sản phẩm.
nhằm giúp những hộ nghèo đặc biệt khó khăn cải thiện điều kiện về nhà ở, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, huyện Lục Yên đang tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ làm sửa chữa nhà ở cho các hộ trên địa bàn. Năm 2021, huyện Lục Yên có 24 hộ nghèo đặc biệt khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí là trên 1 tỷ đồng. Trong đó làm mới 19 nhà, sửa chữa 5 nhà. Mức hỗ trợ làm mới 50 triệu đồng một hộ và sửa chữa 25 triệu đồng một hộ. Để giúp các hộ nghèo sớm có nhà ở, huyện huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành, nhất là chính quyền cấp cơ sở trong việc hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, kết hợp nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với vận động xã hội hóa các cấp, huy động cộng đồng dòng họ gia đình để làm nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đôn đốc việc thẩm định phê duyệt theo thứ tự ưu tiên đúng các quy định đảm bảo chất lượng để thực hiện chương trình đạt kết quả. Ngày 10 tháng 6, trên 9.300 học sinh trong tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 trung học thông và lớp 6 trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 27 hội đồng coi thi, trong đó 26 hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và 1 hội đồng khảo sát lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Toàn tỉnh có 390 phòng thi với trên 9.300 thí sinh tham dự. Đây là năm đầu tiên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 với 80 học sinh, chia làm 2 lớp. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu tất cả các điểm thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bố trí phòng thi theo quy định giãn cách giữa các thí sinh, bố trí phòng thi dự phòng, phun khử khuẩn các điểm thi, đồng thời yêu cầu trước 2 ngày thi học sinh phải đến trạm y tế xã phường để khai báo y tế đầy đủ theo mẫu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 năm 2021. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao quà tại một số điểm trường trung học thông trên địa bàn huyện Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 diễn ra tại 26 điểm trường trung học phổ thông trong tỉnh với hơn 300 phòng thi và 9.300 thí sinh dự thi. Để tạo điều kiện thuận lợi các thí sinh tham gia kỳ thi, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã thành lập 52 đội tình nguyện tiếp sức mùa thi với trên 1.000 tình nguyện viên, thực hiện các hoạt động hỗ trợ như dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ nước uống, trông xe miễn phí và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tại các điểm thi, tỉnh đoàn Yên Bái đã động viên trao 100 suất quà gồm áo, mũ cho đoàn viên thanh niên các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, đồng thời trao tặng 100 đầu sách ôn thi cho trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm. Thời điểm này, huyện Yên Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nhiệm vụ vốn giao đến đâu, giải ngân hết đến đó, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2021, huyện Yên Bình được giao tổng vốn đầu tư công là gần 150 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư gần 114 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 30 tỷ đồng, vốn chuyển nguồn hơn 6 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2021, huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công hoàn thành dự án theo tiến độ, sớm giải ngân nguồn vốn được giao trong năm. Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đảm bảo cảnh quan kiến trúc đô thị, ngay sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Dương Minh Tú đã bắt tay ngay vào xây dựng hệ thống rãnh dọc, lát gạch vỉa hè, đường nối nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hương Lý và các hạng mục khác. Ngay sau khi mà chủ đầu tư đã ký hợp đồng với chủ đầu tư, cùng với lại chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng thì nhà thầu chúng tôi đã tập trung máy móc thiết bị để phấn đấu là đưa công trình về hoàn thành nhanh nhất tiến độ có thể, và có những cái biện pháp như hiện tại bây giờ là nhà thầu đang triển khai hạng mục rãnh dọc này, đã tập kết máy móc và khuôn các thứ đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ cho công trình. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Yên Bình đã tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án, nhất là những dự án trọng điểm của huyện, tổ chức rà soát lại các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn ngân sách cấp huyện để điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần điều chỉnh nguồn vốn được giao. Riêng đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang năm 2021, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thực hiện để giải ngân nguồn vốn được giao.
Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, hàng quý, huyện ủy Yên Bình tổ chức giao ban với các phòng ban có liên quan để nắm tiến độ thi công và giải ngân cho từng dự án, công trình. Xác định công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong khâu giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Chúng tôi sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ danh mục các dự án và các khối lượng nợ đọng. Trên cơ sở đó thì cũng đồng thời là rà soát tiến độ của các dự án. Đối với những dự án triển khai tốt mà đủ khối lượng đã hoàn thành thì chúng tôi sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn và điều chuyển từ những cái dự án mà chậm sang để đảm bảo cái tiến độ giải ngân. Thứ hai nữa là sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và ban quản lý dự án thực hiện các bước theo trình tự để triển khai các dự án làm sao cho đẩy nhanh được tiến độ nhanh nhất, và đồng thời là yêu cầu là có xây dựng các kế hoạch chi tiết trong quá trình thực hiện cho từng tuần và thường xuyên đánh giá để làm sao cho đảm bảo cái tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh là đến hết tháng 6 là sẽ đạt 50% trở lên. Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ, huyện Yên Bình phấn đấu hết tháng 6 năm 2021 hoàn thành kế hoạch giải ngân đạt trên 50%, qua đó tạo cơ sở để tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố, cũng như phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, ba, bốn đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Tuân theo nguyên tắc chung về việc đóng, hưởng bảo hiểm y tế, theo Điều 14 Nghị định số 146 của Chính phủ, khi đi khám chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được hưởng. Được thanh toán nếu khám chữa bệnh đúng tuyến, 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tức là thấp hơn 223.500 đồng mỗi lần. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tức là lớn hơn 8,94 triệu đồng. 80% chi phí khám chữa bệnh với những trường hợp còn lại. Được thanh toán nếu khám chữa bệnh trái tuyến. 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.